Giết mèo bị báo oán, tự mình xuống âm gian xem quả báo. Từ xưa đến nay, có rất nhiều câu chuyện động vật báo oán hết sức chân thực. Vậy người chỉ ra lệnh mà không trực tiếp sát hại có được xem là vô tội hay không? Minh Đức xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện có thật dưới đây để tìm ra đáp án. Năm Đại Hòa thứ 6, thời Đường, năm 832, tại huyện Đoan Khê, tỉnh Khang Châu, nay là huyện Đức Khánh, Quảng Đông, Trung Quốc, có một người tên Lý Vực, người Lũng Tây, là cháu của quan tiền nhiệm Đại Lý Tự. Bình Sự Cảnh đã nghỉ hưu, Lý Vực có một người bạn thân gần nhà tên là Thôi Thiệu. Hai người từ sớm đã rất thân thiết với nhau. Giết mèo quăng xác xuống sông. Nhà Lý Vực có nuôi một con mèo cái, rất hay chạy tới nhà Thôi Thiệu rình bắt chuột, có khi ở luôn bên nhà Thôi Thiệu mấy ngày mới chịu về. Một năm nọ, mèo cái hàm bắt chuột rồi làm ổ sinh ra hai chú mèo con đáng yêu trong nhà Thôi Thiệu. Vào thời điểm đó, người dân địa phương có một phong tục truyền đời là cấm kỵ mèo nhà khác sinh con trong nhà mình bởi sẽ mang tới vận rủi cho gia đình. Khi phát hiện mèo nhà Lý Vực sinh con trong nhà mình, Thôi Thiệu vô cùng tức giận, không nề tình bạn bè. Anh sai người hầu dùng dây thừng giết chết ba chú mèo tội nghiệp, rồi bỏ ba con mèo vào trong một cái giọt, lại bỏ thêm đá vào trong đó và quăng xác xuống sông. Chưa đầy một tháng sau, mẹ của Thôi Thiệu đột nhiên bệnh tật mà qua đời. Theo quy định, khi đó còn lại nếu có cha mẹ qua đời, cần tạm thời về chịu tang 3 năm để làm tròn đạo hiếu. Cuộc sống của Thôi Thiệu trong thời gian chịu tang trở nên vô cùng khốn khó, không còn cách nào khác đành phải đi khắp các nơi trong tỉnh Quảng Châu, mong được bạn bè thân bằng cố hữu giúp đỡ. Bắt đầu khởi hành từ Khang Châu ngày 8 tháng 5 đi qua mấy quận ở Hải Nam, đến ngày 10 tháng 9 đến Lôi Châu. Bất ngờ chết đột tử nơi đất khách quê người, phải xuống âm gian. Sau khi tới Lôi Châu, Thôi Thiệu sống ở quán trọ. Đến ngày 14 tháng 9, người bỗng nhiên sốt cao đột ngột. Tới đêm, tình trạng lại càng trầm trọng và đột tử nơi đất khách quê người. Trước khi chết, đột nhiên Thôi Thiệu nhìn thấy hai người, một mặc áo vàng, một mặc áo đen, tay cầm một cuốn sổ, nói với anh ta: "Chúng tôi phụng mệnh Diêm Vương tới bắt anh." Thôi Thiệu ngơ ngác, nhìn họ không phục, nên phản đối: "Cả đời tôi trong sạch, chỉ làm việc tốt, chưa bao giờ làm việc ác. Tôi phạm tội gì mà các người lại bắt tôi tới âm gian?" Hai quỷ sai giận dữ nói: "Người sát hại ba người vô tội, ba người đó hiện đang tố cáo người dưới âm phủ. Thiên đế ra chiếu thư yêu cầu Diêm La Vương xét hỏi ngươi, chuẩn bị để ngươi đền mạng cho người bị hại. Sự việc đã tới bước này, ngươi còn cả gan dám kêu oan kháng cự vương lệnh là sao?" Nói rồi mở cuốn sổ trong tay đưa cho anh ta xem. Thôi Thiệu nhìn thấy từng chữ hiển hiện rõ ràng trên cuốn sổ, nhưng không được họ cho xem chi tiết. Mãi cho tới lúc này, anh ta mới lập tức run rẩy vô cùng sợ hãi, mặc dù không nhớ ra được mình đã phạm tội gì. Thần tới cứu giúp. Khi đang giằng co sắp bị lôi đi, đột nhiên Thôi Thiệu nhìn thấy một vị thần xuất hiện. Hai quỷ sai lập tức nhanh chóng phủ phục quỳ xuống dập đầu bái lại. Vị thần từ bi nhìn Thôi Thiệu hỏi: "Người có nhận ra ta là ai không?" Thôi Thiệu lắc đầu trả lời: "Không." Vị thần trả lời: "Ta chính là Nhất Tự Thiên Vương, là vị thần mà đã được gia đình người tôn kính thờ phụng hai thế hệ. Ta vẫn thường muốn tìm cách báo đáp gia đình người, nay biết người gặp nạn nên đặc biệt tới giúp." Nghe những lời của vị thần, Thôi Thiệu vội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin ông cứu giúp bản thân thoát khỏi án oan. Thiên Vương nói với anh ta: "Người cứ đi theo ta, ta bảo đảm người sẽ không bị tai họa." Nói rồi rời đi, Thôi Thiệu đi theo Thiên Vương, phía sau có hai tên quỷ sai áp giải. Không lâu sau đó, họ đi tới một cửa thành. Thiên Vương bảo anh ta đứng ngoài đợi, còn mình đi vào trong. Hai quỷ sai đưa Thôi Thiệu vào ngồi trong đại sảnh của một công đường, bảo ngồi đợi để diện kiến vương phán quan. Một lát sau, vương phán quan mặc áo bào xanh bước xuống thềm tiến về phía Thôi Thiệu, nhiệt tình tiếp đón và ân cần thăm hỏi. Lại hỏi Thôi Thiệu đi đường có vất vả không, rồi mời anh cùng ngồi xuống trò chuyện và sai người pha trà. Sau 3 tuần trà, vương phán quan đưa anh ta tới gặp Diêm Vương, tay cầm một công văn không cần đợi thông báo, đi tiến thẳng vào Diêm Vương đại điện.
Vào tới bên trong, anh ta nhìn thấy Diêm Vương đang ngồi đối diện với Nhất Tự Thiên Vương trò chuyện. Thấy anh ta vào Nhất Tự Thiên Vương, bèn nói với Diêm Vương: "Ta chính là vì người này mà đích thân tới cầu xin Diêm Vương tha thứ." Diêm Vương không nhìn Thôi Thiệu mà nói: "Có khổ chủ kháng án, cho dù Thôi Thiệu không tự tay giết người, tuy nhiên anh ta đã đích thân ra lệnh cho người khác sát hại và quăng xác xuống sông." Thấy vậy, Thiên Vương bèn truyền lệnh đưa người bị hại lên công đường. Người bị hại lên công đường. Lúc đó, có mười mấy quỷ sai mặc áo tím lên tiếng và đi ra khỏi công đường. Một lát sau, có một người mặc áo bào màu tím nhạt, tay cầm một cái thẻ bài cùng một bản cáo trạng, dắt một người phụ nữ lên công đường. Phía sau người phụ nữ lại có hai đứa nhỏ, có ba mẹ con đều có hình dáng đầu mèo thân người. Người phụ nữ mặc chiếc váy nhàu nát với một chiếc áo màu vàng. Hai đứa nhỏ, một đứa mặc áo giống màu áo của mẹ, còn cậu con trai lại mặc chiếc áo màu đen. Ba mẹ con họ vào tới công đường thì không ngừng khóc lóc sụt sùi, tình cảnh vô cùng thương tâm, tố cáo Thôi Thiệu vô duyên vô cớ sát hại mẹ con họ. Thiên Vương nghe vậy liền quay sang nói với Thôi Thiệu: "Người hãy mau chóng hứa với mẹ con họ sẽ chép kinh sách để lập công đức giúp họ sớm được siêu độ." Đang vừa hoảng vừa sợ, nhất thời Thôi Thiệu không nhớ rõ tên kinh Phật mà con người ở nhân gian thường niệm, chỉ nhớ tới một mộ Phật Đính Tôn Thắng Đà La Ni Kinh, nên hứa với linh hồn của ba mẹ con nhà mèo sẽ sao chép lại quyển kinh thư này cho mẹ con họ. Khi vừa hứa sẽ thực hiện việc chép kinh, linh hồn ba mẹ con mèo kia liền biến mất. Diêm Vương và Nhất Tự Thiên Vương cho phép Thôi Thiệu từ dưới bậc thang lên ngồi trên công đường. Thôi Thiệu vội vàng hướng về phía Diêm Vương bái tạ, Diêm Vương cũng thì lễ đáp lại. Thôi Thiệu cung kính dập đầu nói với Diêm Vương: "Thưa Diêm Vương, tôi là kẻ phàm phu tục tử, đã phạm tội lại bị khổ chủ tố cáo, là người không đáng nhận được sự tha thứ. Chẳng ngờ lại có thể sống sót trở về, đây tất cả đều là ân đức của Đại Vương. Ngài lại đáp lễ với tôi như vậy, làm tôi thực sự hổ thẹn quá." Diêm Vương nhìn anh ta và nói: "Việc của anh đã giải quyết xong rồi, anh hãy nhanh chóng trở về nhân gian đi. Trần gian và địa phủ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Anh là người sống, bởi vậy tôi không dám nhận lễ của anh." Bàng vàng niêm yết danh sách qua lại ở nhân gian. Thôi Thiệu tiếp lời: "Tôi ngẫu nhiên có cơ hội tới âm phủ cũng không hề dễ dàng gì, bạo gan muốn xin hỏi Diêm Vương một chuyện. Tôi nghe nói nơi âm phủ có danh sách hồ sơ quan lại, tôi thì không có tài năng gì, với lại thân mang bệnh tật. Nếu có trở về nhân gian cũng không dám mong cầu thăng quan tiến chức gì. Tuy nhiên, tôi còn có người thân và bằng hữu, tôi muốn biết lộc số của họ ra sao, liệu có được chăng?" Diêm Vương nói: "Với người khác điều này là tuyệt đối không được phép. Tuy nhiên, vì là anh, ta có thể đặc biệt chiếu cố xem xét. Tuy nhiên, anh hãy nhớ cho kỹ, không được phép tiết lộ tiên cơ. Nếu anh chỉ tiết lộ một chút, sẽ bị câm cả đời, sẽ không nói được nữa." Thôi Thiệu hỏi tiếp: "Xin hỏi Diêm Vương, người cha quá cố của tôi vẫn còn ở âm phủ hay đã đi chuyển sinh rồi?" Diêm Vương đáp: "Ông ấy đã nhận chức ở âm ti rồi." Thôi Thiệu khóc, quỳ xuống cầu xin Diêm Vương: "Tôi muốn gặp lại cha tôi một lần, không biết có được hay chăng?" Diêm Vương đáp: "Ông ấy đã mất nhiều năm nay rồi, theo quy định không thể gặp được nữa." Không còn cách nào khác, anh ta chỉ còn cách đứng dậy, cáo từ và được Nhất Tự Thiên Vương đưa tới nơi ở của Vương Phán Quan. Vương Phán Quan đưa Thôi Thiệu tới một căn phòng dưới hành lang, ở đó có một lầu gác. Vương Phán Quan đưa anh ta vào một căn phòng tường bằng vàng và bằng bạc, phía trên liệt kê danh sách những quan lại và người giàu có ở nhân gian. Hễ là những người làm tới chức tướng, tên đều được liệt kê danh sách trên bàn vàng. Quan lại dưới hàm cấp tướng đều được liệt kê trên bảng bằng bạc. Lại có một tấm bảng dài bằng sắt, trên đó liệt kê danh sách quan lại ở châu, phủ, huyện, quận. Thôi Thiệu nhìn những tên người trên ba tấm bảng đều là những quan lại vẫn còn tại thế. Nếu đã qua đời thì không còn tên họ nữa. Vương Phán Quan nói với Thôi Thiệu: "Ngươi chỉ được nhìn, sau khi trở về nhất định không được nói với người khác chức quan của những người trên bảng. Những người đang tại vị ngươi nói không sao, tuy nhiên những người chưa nhận chức
cấm chỉ không được phép tiết lộ, nếu không sẽ bị hình phạt như Diêm Vương vừa cảnh báo. Những người trên thế gian nếu tâm có thiện tâm, tích đức hành thiện, tất sẽ đắc phúc báo. Nếu làm việc ác thì sẽ bị pháp luật ở âm gian nghiêm khắc trừng trị. Người cá cầu cứu. Một lát sau, Nhật Tự Thiên Vương cùng Thôi Thiệu trở về, được Diêm Vương tiễn ra tận ngoài cửa. Giữa đường trở về Dương Gian, Thôi Thiệu gặp bốn người đều có hình dáng đầu cá mình người, mặc áo màu xanh biếc, trong tay cầm một thẻ bài. Trên quần áo còn dính chút máu, đang đứng trên hố sâu, vừa khóc vừa run rẩy nói với Thôi Thiệu: "Tính mệnh của chúng tôi sẽ sớm bị nguy hại, sắp phải nhảy xuống hố sâu này rồi, chỉ có anh mới có thể cứu được tính mạng của chúng tôi." Thôi Thiệu nói: "Tôi có năng lực gì mà có thể cứu được mọi người chứ?" Bốn người kia đồng thanh đáp: "Anh chỉ cần đồng ý cứu chúng tôi là được rồi, là coi như chúng tôi được đắc cứu rồi." Thôi Thiệu gật đầu nói: "Đương nhiên, tôi hứa sẽ cứu mọi người rồi." Bốn người vội vàng quỳ xuống cảm ơn anh và nói tiếp: "Tính mệnh của chúng tôi giờ đã được anh cứu rồi, nhưng bây giờ chúng tôi còn một thỉnh cầu thật sự có hơi quá đáng tham lam. Nhưng chúng tôi thực sự cầu xin anh giúp đỡ, mong anh đừng trách tội." Thôi Thiệu gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm: "Chỉ cần khả năng của mình cho phép, tôi nhất định sẽ tận lực làm giúp mọi người." Bốn người cá đồng thanh: "Bốn người chúng tôi cầu thỉnh cầu anh hay giúp chúng tôi sao chép một bộ Kim Quang Minh Kinh thì tội nghiệp nơi thân chúng tôi mới được siêu độ." Thôi Thiệu gật gật đầu nói đồng ý, vừa dứt lời thì bốn người cá kia cũng biến mất. Hiện thân của người cá. Thôi Thiệu trở lại Dương Gian, đi tới quán trọ ở Lôi Châu, nhìn thấy thi thể của mình đang nằm trên giường đắp chăn. Thiên Vương quay sang nói với anh ta: "Đừng sợ, đây chính là nhục thân của anh, anh hãy từ từ đi vào thân thể của mình đi." Thôi Thiệu làm theo lời của Thiên Vương, dần dần đi vào nhục thân của mình và sống lại. Sau khi tỉnh dậy và hỏi mọi người xung quanh, anh mới biết mình đã chết 7 ngày rồi, chỉ có trái tim, miệng và mũi là còn chút hơi ấm. Sau khi sống lại vài ngày, anh rời quán trọ và trở về nhà. Vừa về tới nhà, anh nhìn thấy trước bậc thềm trong vườn nhà có một cái chậu bằng gỗ, trong có thả 4 con cá chép. Thấy kỳ lạ, anh hỏi mọi người sao lại để cá chép ở đây. Người nhà bèn trả lời: "Biết anh về nên mua cá chuẩn bị mang xuống bếp làm cơm." Thôi Thiệu tự nghĩ: "Đây chẳng phải là 4 con cá mà mình đã cứu ở âm phủ sao?" Nói rồi, lập tức sai người mang cá ra hồ nước phía ngoài và thực hiện lời hứa giúp 4 chú cá sao chép một cuốn Kim Quang Minh Kinh. Báo ứng liên tiếp, sát sinh phải đền mạng và sự biến mất bí ẩn của kinh đồ thịt chó Nhật Tần. Sau ngót trăm năm làm nghề giết chó, người dân Cao Hạ, Hoài Đức, Hà Nội tin rằng không mấy ai có thể làm giàu từ con chó, loài vật nuôi thân thiết của con người. Tương tự với thương hiệu đặc sản thịt chó Nhật Tân cũng lui về dĩ vãng, khi cả phố thịt chó Nhật Tân Hà Nội với 50 nhà hàng từng sầm uất đột nhiên biến mất hoàn toàn. Vậy vì đâu mà thương hiệu thịt chó Nhật Tân biến mất một cách khó hiểu? Quý vị hãy cùng Minh Đức dạo qua phố Nhật Tân để tìm hiểu sự thật nhé. Cách đây không lâu, cứ chiều chiều, phố thịt chó Nhật Tân Tây Hồ Hà Nội lại chìm trong làn khói mờ ảo và mùi thơm nức mũi của những xiên chả nướng kích thích khứu giác, vị giác. Hình ảnh đó giờ đây đã trở thành câu chuyện ký ức một thời. Phố Nhật Tân vào thời hưng thịnh nhất năm 1993 đến năm 2005 có tới trên dưới 50 hàng thịt chó hàng ngày thu hút khách trong ngoài nội thành. Có quán phải tiếp các thực khách tới tận đêm khuya, ô tô xe máy nườm nượp đến nỗi không kiểm soát xuể, còn bàn ghế phải xếp cả ra đường, tràn cả lên đề ven đường Nhật Tân. Các chủ tiệm bán thịt chó cũng từ đó mà phất lên. Những thương hiệu như Trần Mục, Hồ Kiểm, A Trang, A Tú Xịn cũng được dân xanh ăn nhớ mặt, nhớ tên. Nhưng giờ đây, phố thịt chó gần như chỉ còn lại một cái tên duy nhất mang tên anh Tú Béo ở Âu Cơ. Phát tài nhưng phải chịu báo ứng. Quán Trần Mục là một quán làm ăn khấm khá từ những ngày đầu mở nghề. Chỉ sau một thời gian ngắn kinh doanh phát đạt, bỗng nhiên ông chồng đòi chuyển nghề, dừng bán thịt chó. Đang ăn nên làm ra, tất nhiên vợ ông không chịu. Thế rồi, trong khi người vợ tiếp tục kinh doanh thu lãi hàng ngày, ông nhất tâm bỏ sới, về nhà vui vầy với con cháu. Khi đồng tiền phủ kín trong tâm trí bà,
Dường như bà càng chạy theo lợi nhuận thì càng không thể tin vào chuyện nghiệp báo sát hại sinh linh. Nhưng bà cũng nhận ra một điều là nhiều gia đình trở nên lục đục, gánh kết cục không có hậu khi làm nghề này. Khi công việc kinh doanh đang càng thuận lợi, quán thịt chó làm ăn rất phát thì bà càng mắc nhiều thứ bệnh. Người chủ quán nước gần quán kể rằng, thời điểm đó hầu như tháng nào bà ấy cũng phải đi viện. Có một sự trùng hợp kỳ lạ là bà đã gãy tay 2 lần khi đang làm thịt chó. Cũng không ngẫu nhiên mà bà luôn gặp những cơn ác mộng ai oán. Nhân viên quán thịt chó của bà cũng vướng phải nhiều chuyện không hay trong cuộc sống. Nỗi sợ hãi về con báo sát sinh bao trùm cả gia đình kinh doanh thịt chó ở Nhật Tân, nên hễ nhà nào làm ăn khá giả, có đủ vốn là họ đóng cửa quán đi làm nghề khác. Cả nhà bà chủ quán Trần Mục cũng mau chóng chuyển sang nghề kinh doanh bất động sản, chấm dứt nghề kinh doanh thịt chó. Bà từng giãi bày tâm sự, dù tôi nghỉ đã mấy năm nay nhưng vẫn thường xuyên nhận điện thoại đặt hàng của khách. Kinh doanh thịt chó rất có lãi, nên dù ít khách hơn xưa nhưng chắc chắn không lỗ được. Tuy nhiên, ai cũng sợ hãi nghiệp báo sát sinh nên không dám tiếp tục kinh doanh thịt chó nữa. Những câu chuyện tương tự không hề hiếm gặp. Ông L là chủ một quán thịt chó nổi tiếng nhất nhì trong khu phố. Vốn người làng Trung Hòa, trước kia từng kinh doanh cá sông, gà đồi. Nhưng sau thấy mấy nhà hàng thịt chó ở Nhật Tân phục vụ khách không xuể, ông này đóng cửa nhà hàng ở Trung Hòa, thuê địa điểm rồi mở quán thịt chó ở Nhật Tân. Do có kinh nghiệm chế biến thịt chó, địa điểm quán lại đẹp, nên quán của ông nhanh chóng thu hút thực khách, làm giàu nhanh chóng. Ông thuê tiếp địa điểm và mở quán thứ hai cũng với thương hiệu đó. Tuy nhiên, đúng lúc công việc kinh doanh thịt chó vất lên thì vận rủi liên tiếp đổ xuống gia đình ông. Đầu tiên là chuyện xảy ra với người con trai lớn của ông, là người ông hướng theo nghề nối nghiệp cha quản lý nhà hàng. Con trai ông không may bị chó cắn trong lúc làm thịt. Chừng 1 tháng sau, anh này lên cơn, xùi bọt mép mới biết là bị chó dại cắn. Cuối cùng, anh chết trong một bệnh viện nổi tiếng ở Singapore, dù ông L đã đổ ra cả đống tiền để chạy vậy điều trị. Người làm thịt chó luôn đứng trước nguy cơ bị chó dại cắn do không kiểm soát được nguồn gốc. Vận hạn tiếp theo đổ lên gia đình ông là vợ ông bất ngờ bị tai biến nằm liệt. Quá hoảng sợ, ông L đã đóng cửa vĩnh viễn cả 2 quán thịt chó ở Nhật Tân. Từ đó đến nay, thay vì giết chó, ông L chú tâm đi chùa, cầu siêu, mong được giải nỗi oan nghiệp cho bản thân mình sau bao nhiêu năm gắn bó với cái nghề sát sinh này. Bà Minh, người bán hàng nước trên đê Nhật Tân, nói rằng: "Trời ạ, làm cái nghề giết chóc ghê rợn ấy thì làm sao mà có hậu được. Mấy gia đình kinh doanh thịt chó không gặp chuyện nọ thì cũng vướng chuyện kia. Dù họ có nhiều tiền như nước thì cuối cùng cũng hết sạch thôi. Của thiên trả địa mà. Cũng có nhiều gia đình giàu lên nhanh chóng nhưng lục đục lắm, vợ chồng đánh lộn, con cái hư hỏng cả." Rồi bà bấm đốt tay kể từng gia đình kinh doanh thịt chó trong cái làng tiếng tăm một thời lẫy lừng ấy. Mỗi gia đình bà đều kể vênh vách từ khi mở quán, ăn nên làm ra hay phá sản, đóng cửa ra sao. Bà kể rất nhiều gia đình kinh doanh thịt chó ở đây không có hậu, phần lớn là phá sản, thất thoát tiền bạc. Có gia đình con cái dính vào lô đề, cá cược, cờ bạc, nghiện ngập, nên dù làm ra bạc tỷ cũng trắng tay. Thế nên nhiều gia đình bỏ xứ mà đi, chỉ còn lại bà gắn bó với nghề bán nước nơi này, ngày ngày kể những câu chuyện ly kỳ, bi ai về phố thịt chó. Quả báo nhãn tiền. Cách đây không lâu, ở Thanh Hóa, người ta truyền tai nhau câu chuyện về cậu bé có bộ mặt trâu ngựa vì đời trước làm đồ tể. Đó là một câu chuyện có thực, hiển hiện trước mắt về luân hồi, quả báo. Khuôn mặt cậu bé với các đặc điểm đáng sợ là quả báo của nghiệp sát quá nặng cậu bé đã tích trong các đời trước. Câu chuyện của những người làm nghề giết chó cũng chẳng khác là bao. Nếu như chuyện của cậu bé đầu trâu mặt ngựa là nhân quả báo ứng có từ đời trước, thì người giết thịt chó phải nhận quả báo ngày nhãn tiền. Phật gia giảng, nghiệp lực luân báo. Khi người ta xuống tay giết hại bao nhiêu con chó để thu lợi cũng chính là hại mạng bao nhiêu sinh linh. Chẳng phải con vật cũng giống con người, đều là sinh linh trong lục đạo luân hồi này là gì? Vậy thì giết chó cũng tạo nghiệp sát sinh lớn cho bản thân, để rồi tự chuốc lấy tai họa cho mình và gia đình. Bà chủ quán Trần Mục mơ thấy ác mộng rồi đi cầu cúng siêu độ hết nơi này đến nơi khác. Tổn tiền hao tài mà nghiệp bệnh cũng vẫn không xua tan. Rồi những trắc trở liên tiếp đến với gia đình ông L cũng chẳng phải là điều ngẫu nhiên. Nỗi đau về mặt thể xác
dù sao cũng không lớn bằng nỗi đau tinh thần. Nhưng đó đều là những nghiệp báo mà người giết thịt chó phải chịu nghiệp báo của mình. Chẳng phải đây chính là cảnh báo người đời sao? Ngoài ra, những gia đình kinh doanh quán thịt chó ở Nhật Tân được người đời truyền lại là có người bị tai nạn, nặng thì tử vong, nhẹ thì gãy tay, gãy chân. Người thì bị bệnh tật hành hạ khổ sở, người thì gia đình, vợ chồng lục đục, con cái nghiện ngập, lô đề cờ bạc. Còn ở phương Tây, chó là thú cưng được nhiều người cưng chiều, trong khi người Việt lại lạm sát, giết hại chó một cách ngang nhiên, không thương tiếc. Người xưa nói, huyền thủ dạ, kê tư thần, nghĩa là con chó thức đêm trông nhà, con gà gáy sáng báo thức thì người mới sớm khuya mới ăn giấc. Chó là loài thân thiết với con người là vậy, mà sát hại nó, ăn thịt nó thì quả thực là quá tàn nhẫn. Chủ lò mổ chó bỏ nghề vì lòng trắc ẩn. Anh Đại, 41 tuổi, xã Trung Hòa, Trường Mỹ, có nhà hàng kinh doanh thịt chó trong suốt gần 10 năm, nhưng vài năm gần đây anh đã bỏ nghề. Anh Đại khẳng định, đây là một nghề cho thu nhập tốt, trung bình mỗi ngày có khách, tôi bán đều tay có thể lãi dòng khoảng 1 triệu đồng. Nếu vào mùa cao điểm, mùa đông, người kinh doanh thịt chó có khi kiếm được nhiều hơn. Sau khi kinh doanh thịt chó kết hợp với chăn nuôi, vợ chồng anh xây được căn nhà 2 tầng khang trang. Tuy nhiên, đang lúc thời kỳ đỉnh cao của công việc, anh Đại bất ngờ bỏ nghề. Anh Đại cũng nhấn mạnh, công việc làm thịt chó tuy cho thu nhập cao, nhưng ghê nhất là khâu đập chết con chó để cắt tiết. Vợ anh Đại cũng khẳng định nghề kinh doanh thịt chó là nghề nguy hiểm. Hàng ngày, chồng chị đi mua chó không cẩn thận có thể bị cắn, nếu con chó mắc bệnh thì có thể khiến người thù mua mất mạng. Ở một số xã có lò mổ chó như xã Đông Phương Yên, Trung Hòa, huyện Trường Mỹ, người dân cũng thường đồn thổi về nhiều câu chuyện. Người dân cũng thường đồn thổi nhiều về câu chuyện nghề sát sinh này. Ví dụ, người dân ở đây hay kể về câu chuyện hai vợ chồng làm nghề giết mổ ở xã Đông Phương Yên bị nạn. Theo đó, sáng sớm đun nồi nước để giết mổ, hai vợ chồng bê nồi nước thì bà vợ ngã đập đầu chết. Hoặc đâu đó, có gia đình giết mổ gia súc, có người bị ung thư, tai nạn giao thông. Bởi vậy, không ít chủ lò mổ đã phải chuyển sang nghề khác. Một chủ lò mổ khác cũng làm nghề thịt chó được 6 năm. Anh cũng quyết định bỏ nghề thịt chó vì không muốn sát sinh nữa. Trong quá trình giết mổ, anh chứng kiến có những chú chó rất thông minh. Thậm chí, có chú chó còn trèo lên cả tay vái lại xin anh thả mạng. Vì thấy thương quá nên anh không muốn giết mổ nữa và quyết định bỏ nghề này càng sớm càng tốt để còn tích đức cho con cháu. Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 5 triệu con chó bị giết thịt để phục vụ quán ăn. Dù không có một bộ luật nào cấm cho nghề giết thịt chó ở Việt Nam, nhưng việc sát hại đó là tạo ra đầy ác nghiệp. Những quả báo nhãn tiền có lẽ vẫn chưa đủ cảnh báo người ta sao? Nghe đến đây, chắc hẳn ai cũng hiểu vì sao 50 hàng thịt chó sầm uất ở Nhật Tân biến mất không dấu vết. Hy vọng chúng ta đều lựa chọn nghề bưu sinh, tránh tạo nghiệp và luôn sống một cuộc đời thanh thản, thiện lương, trong sạch và đêm về luôn được ngủ ngon. Đi câu cá bị cá câu lại, người đàn ông há miệng trong đau đớn. Người đàn ông khi đưa miếng cá ngon lành quen thuộc lên miệng, chỉ trong vài giây sau, anh vội vã lấy tay móc họng, mắt trợn lên trời, miệng há to, giãy giụa chết trong đau đớn. Khi người ta nhìn thấy cảnh bi thương này giống hệt như những con cá giãy chết. Đáng sợ hơn nữa, người ta còn tìm thấy chiếc móc câu dính chặt vào cổ họng người đàn ông khiến ai cũng rùng mình. Bởi lẽ, anh ta chính là một thợ câu cá chuyên nghiệp, giết rất nhiều loài cá để làm thú vui, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Dưới đây là ba câu chuyện cảnh tỉnh thế nhân khi lấy việc sát sinh làm nguồn tiêu khiển. Minh Đức xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lấy câu cá làm thú vui. Lâm Giáp Xuân là công chức của chính phủ Thái, tính rất ưa thích câu cá. Ông là hội viên của câu lạc bộ câu cá. Những ngày nghỉ cuối tuần, ông thường dong thuyền ra biển thả câu. Vừa câu vừa ngồi uống rượu nhâm nhi với mồi ngon thật là khoái vô kể. Mọi người uống mỹ tửu, ăn cá tươi, cùng hưởng thụ khoái lạc nhân gian cho qua hết ngày giờ. Mấy năm trước, lúc câu lạc bộ mới sáng lập, không khí rất nhộn nhịp sôi nổi. Thế nhưng, kể từ năm ngoái trở đi, từ con số 30 hội viên, giờ chỉ còn lại 7 đến 8 người mà thôi. Câu lạc bộ bây giờ tử khí quá nặng nề, khiến mọi người không còn hứng thú ra biển câu cá nữa.
Cho dù Lâm Giáp Xuân là một nam tử cứng đầu không tin nhân quả báo ứng, ông không có gia đình, không tín ngưỡng, nhưng cũng không thể đem lại sự linh hoạt khiến mọi người phấn chấn hăng hái ra biển cầu như hồi xưa. Lý do là vì có hai sự việc rùng rợn liên tục phát sinh. Ăn phải mọc cầu. Việc thứ nhất xảy ra ngay trên thân lão hội viên A-ban. Hôm đó là vào ngày Chủ nhật, A-ban cùng vợ vào đất liền mừng thọ bố vợ. Ngày hôm đó, yến tiệc được tổ chức hết sức sang trọng, linh đình, đủ các loại thịt bò, heo, cá, gà, vịt, ngỗng, muốn ăn thứ gì đều có thứ đó, thực khách thỏa thích thưởng thức nhưng vẫn không sao ăn hết. A-ban ưa ăn cá và nội tạng, nhìn thấy trên bàn có một con cá to, ông rất khoái, ông vội vàng ăn lấy ăn để. Do khi ăn không cẩn thận nhai kỹ, lại cho nội tạng cá vào miệng quá nhiều, nên vừa nuốt qua thì A-ban bị mắc nghẹn. Ông cảm giác như có vật gì cứng mắc kẹt tại yết hầu, nên vội vàng dùng tay kéo ra, nhưng không tay nào móc ra được. Chính trong khoảnh khắc nuốt không trôi, kéo không ra đó, ông hô hấp cực kỳ khó khăn, muốn há miệng la to cầu cứu cũng không thể. Em trai ông ngồi đối diện là người phát hiện ra tình huống nguy cấp, đã vội chạy qua phụ giúp. Nhưng hai mắt A-ban đã trợn trắng, đầu gục xuống, hơi thở yếu dần đi. Mọi người lập tức dìu ông lên xe đi cấp cứu, nhưng mới được nửa đường thì ông đã tắt thở. Mặc dù người đã chết, nhưng bệnh viện vẫn tiến hành phẫu thuật để kiểm tra nguyên nhân tử vong. Bác sĩ lôi nội tạng cá bị mắc kẹt tại yết hầu ra. Chính trong ngay giây phút đó, các bác sĩ, y tá, hộ lý tại hiện trường thảy đều kinh sợ đến đưa cả mắt, cứng miệng khi nhìn thấy thủ phạm giết người chính là cái móc câu đang móc cứng vào yết hầu của A-ban. Lạ lùng là cái móc câu này nằm ở trong nội tạng cá. Xuống đến cổ A-ban thì nó bị ép ló ra. Cho nên khi A-ban càng dùng sức kéo thì móc câu càng bám chặt. Những thần hữu chứng kiến sự việc kinh khủng này, ai nấy đều liên tưởng đến sở thích câu cá của A-ban. Hơn nữa, kinh nghiệm và kỹ thuật câu cá của ông khiến tất cả hội viên đều bái phục. Trong lúc người khác không câu được cá thì ông thu hoạch vô số. Bây giờ nhìn cảnh hai mắt A-ban trợn trắng, miệng há to, bên cạnh là cái móc câu dính đầy máu, ai nấy đều sợ đến lông tóc dựng đứng, không thể không tin vào nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Miệng rách như cá. Câu chuyện thứ hai còn ly kỳ hơn nữa. Hội viên Di Tỷ Ích là cao thủ câu cá, từng tham gia các hội thi, liên tục hai lần đều rạch giải quán quân. Dương Tiên Sinh ngoài thú ưa câu cá ra, còn ưa đi xe đạp điện. Hàng ngày cứ trạng vạng tối là ông chở vợ ra ven đồ hóng gió. Tối đó khoảng 11 giờ đêm, ông dự lễ tang người bạn thân xong thì lái xe về nhà. Con đường quen thuộc đến nỗi, cho dù nhắm mắt, ông cũng có thể lái rành rọt. Nhưng thật là kỳ quái, chiếc xe hơi đang chạy thì bỗng nhiên ông thấy trước mặt xuất hiện một con sông lớn, trước đây chưa nhìn thấy qua. Để tránh rơi xuống sông, vì ông đang lái xe với tốc độ 120 km/h nên ông vội vàng bẻ lái đạp thắng gấp. Chỉ nghe rầm một tiếng thật to, xe ông tông thẳng vào cột điện ven đường. Đến lúc ông tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Ai cũng nghĩ Dương Tiên Sinh lái xe với tốc độ cao thành ra bị tai nạn. Tuy điều này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chưa đủ kỳ quái. Kỳ quái nhất là vết thương trên thân thể ông rất mau chóng lành. Duy chỉ có môi và vòm miệng là thương tích nghiêm trọng. Cả hàm răng rụng hết, chẳng ăn gì được. Hơn một tháng nay, chỉ có thể dùng ống dẫn bơm thức ăn lỏng vào cổ họng. Lạ hơn nữa là vết tét phía trên lẫn dưới của khóe môi. Bác sĩ đã khâu 7 lần rồi mà vẫn không khép lại được. Vì hễ khâu xong, đến lúc cắt chỉ thì hai khóe môi ông lại lở loét sưng phù. Cuối cùng, bác sĩ phải dùng chỉ tối tân tẩm hóa chất để may cho kín. Một tuần sau chỉ tự tan, nhưng môi ông vẫn lở loét, hai khóe cứ ngoác rộng ra như hàm cá. Bác sĩ đành bó tay. Suốt mấy tháng, ông bị đau đớn dày vò, thống khổ bất tận, mồm cứ lở loét, há rộng ra y hệt mồm cá lúc bị móc câu làm tổn thương vậy. Hôm nọ, vợ ông như thường lệ đến thăm, vô tình buột miệng nói: "Chào ôi, mồm ông ngoác to như thế kia, giống hệt mồm con cá bị mắc câu." Mấy lời này đánh động đến lương tâm Dương Tiên Sinh như một lời cảnh tỉnh. Nó khiến ông nhớ lại mỗi lần mình câu cá đều kéo rách miệng cá, làm nó lở loét cả vỏ miệng. Bấy giờ, ông mới thật sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của những con cá. Thế là ông cùng vợ vội vàng mang đèn hương đi đến chùa. Ông chí thành lễ bái sám hối và phát thệ nguyện từ nay về sau không bao giờ câu cá nữa.
kỳ lạ thay, từ hôm sám hối xong, môi ông dần dần lành lại, không còn sưng nữa. Chỉ một tuần sau thì ông xuất viện. Sau đó, ông đã kể câu chuyện của mình cho các bạn hội viên nghe những gì ông đã trải qua và khuyên họ từ bỏ, không nên câu cá nữa. Từ đó, hội viên câu lạc bộ câu cá giải nghệ rất nhiều. Không bao lâu, Lâm Xuân Giáp cũng từ bỏ luôn việc câu cá và câu lạc bộ giải tán. Câu cá là hoạt động cực kỳ tàn nhẫn. Thử nghĩ xem, nếu như đem móc câu sắc bén đó đâm vào môi và lưỡi của mình thì sẽ thấy đau đớn thế nào. Nhưng nhiều người lại lấy việc câu cá làm thú vui, câu không biết mệt. Cái lý luận câu cá có thể rèn luyện tính kiên nhẫn là hoang đường. Đây là lời của kẻ chẳng có chút lòng trắc ẩn. Ngoài việc câu cá, nhiều người cũng lấy việc bắn chim làm thú vui tiêu khiển. Nhưng như thế cũng vô tình tạo nghiệp cho bản thân mình. Bắn chim bừa bãi bị báo ứng. Trong nhà của Kỳ Hiểu Lam có một người hầu tên là Vương Phát. Người này rất giỏi chế tác đồ vật. Anh có thể tự chế ra một loại súng hơi bắn rất chuẩn. Nếu dùng loại súng này mà bắn chim thì có thể nói là bách phát bách trúng. Ngày nào anh ta cũng bắn chết hàng chục con chim nhỏ. Vương Phát chỉ có một người con trai tên là Tế Ninh Châu. Khi Tế Ninh Châu được 12 tuổi thì bỗng nhiên toàn thân lở loét. Các vết loét nhìn thấy giống như vết bỏng. Bên trong mỗi vết loét lại có một viên sắt. Cũng không hiểu tại sao viên sắt ở đâu mà lại có thể chui vào trong đó được. Vương Phát đi tìm thầy thuốc khắp nơi, dùng đủ mọi cách cũng không thể nào chữa khỏi được cho con. Không lâu sau thì con của anh ta qua đời trong đau đớn. Thịt cá là nguồn thực phẩm quan trọng của nhân loại. Vì thế xã hội có ngư phủ, thợ săn hay đồ tể, đó là nghiệp mưu sinh, có thể đó là sự an bài của số mệnh. Khi chúng ta không mưu sinh bằng nghề câu cá, không cần phải sát sinh mà vẫn vì lý do nào đó đã tự mình sát sinh, điều ấy không thuận theo an bài của tự nhiên sẽ gây nên ác nghiệp. Khi chúng ta tin vào nhân quả và có cái nhìn sâu sắc hơn, chúng ta sẽ thấy mỗi hành động của mình đều dẫn đến một kết quả. Hành động tốt đẹp đem lại kết quả tốt đẹp và ngược lại. Nên nếu đó chỉ là thú vui, xin hãy ngừng câu cá, bắn chim vì chính mình chứ không phải vì chim, vì cá hay là vì người khác. Hãy để ngư dân, thợ săn và đồ tể làm việc họ được an bài và chúng ta cũng làm tốt công việc của mình. Không câu cá, bắn chim, chúng ta có thể tìm cho mình một thú vui khác chính đáng hơn. Không làm tổn hại đến những sinh mệnh khác, khi ấy cuộc sống của chúng ta tự nhiên sẽ an vui. Sát sinh đền mạng, quả báo nhãn tiền cho những đồ tể của làng mổ trâu lớn nhất Việt Nam. Con trâu bị hạ sát vào tháng 2, thì đến tháng 4, người con trai của ông Ca sinh năm 1968 tự dưng chết bất đắc kỳ tử. Điều lạ lùng là anh này không theo nghề mổ trâu của gia đình. Thời gian ngắn sau, một người con nữa của ông Ca đột nhiên trở nên ốm yếu, mặc dù trước đó anh này rất khỏe mạnh, mổ trâu nhanh thoăn thoắt, giỏi nhất nhà. Gia đình đưa đi khắp các bệnh viện điều trị mà bó tay và anh chút hơi thở cuối cùng sau đó. Đỉnh điểm của nỗi sợ hãi là cái chết của cô con gái út của ông Ca khi vẫn đang học đại học năm cuối ở Hà Nội. Gia đình giàu có, cô được đi học tử tế, không dính dáng gì đến công việc giết mổ trâu bò. Thế nhưng, hồi giữa năm 2012, cô bị tai nạn chết ngay tại chỗ. Gia đình đến nhận xác con gái mà bàng hoàng khủng khiếp. Vậy là, tin đồn bị oan hồn con trâu báo oán lại lan ra, khiến cả làng sợ hãi. Những sự việc trên xảy đến với gia đình ông Ca không thể không tin vào chuyện nhân quả báo ứng. Gia đình ông đã quyết định đoạn tuyệt với nghề sát sinh. Thay vào đó, ông bà Ca thường xuyên đến chùa tụng kinh gõ mõ, cầu xin siêu thoát cho cả trâu và người. Ngoài câu chuyện đau lòng của gia đình ông Ca, còn nhiều trường hợp bị quả báo do sát sinh vẫn luôn hiện hữu khiến ai cũng phải suy ngẫm. Và đó là những câu chuyện bi thương nào. Hôm nay quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Minh Đức đến làng Mổ Trâu nhé! Chuyện của người làm nghề lò mổ trâu. Ông Hồ Xuân Đức ở Giang Xá, xã Đức Giang, Bắc Giang có một người bạn thân thiết làm nghề mổ trâu là ông H. Ông H được gọi là ông Ba Toa, chuyên giết thịt trâu với một lò mổ cung ứng ra ngoài từ 1 đến 3 con trên ngày, thừa hưởng nghề có tiếng từ ông cha. Ông H cũng đắm đuối với nghề rồi dần dần trở nên có của ăn của để. Có lẽ vì thế mà sau bao lần ông Đức khuyên bạn bỏ nghề sát sinh này, ông H
cũng vẫn bỏ ngoài tai. Cho đến một ngày cách đây chục năm, ông Hát gặp phải chuyện thương tâm làm tất cả mọi người sững sờ. Hôm đó, ông ngồi uống nước với mấy người bạn là cựu chiến binh trong làng tại đền Giang Xá. Vừa thắp nhang xong, uống thêm chén nước, rít điếu thuốc lào, bỗng nhiên ông kêu tức ngực, khó chịu trong người và bảo: "Mấy ông ngồi đây, tôi về nghỉ tí." Nói rồi, ông Hát lững thững đi về. Lát sau, vợ ông Hát hớt hải chạy ra đền, mặt mũi xám ngoét: "Các bác vào nhà tôi xem thế nào, ông nhà tôi cứ làm sao ấy." Ông Đức chạy vào, thấy ông Hát nằm bất động trên giường, lay không dậy, gọi không thưa. Lát sau, khi y tá đến thì ông Hát co giật đùng đùng rồi hộc máu tươi chết. Ông chết một lúc rồi mà dòng máu tươi vẫn rỉ ra từ miệng, nhìn cảnh ấy ai cũng kinh hãi. Không chỉ ông Hát, còn có những cái chết kinh hoàng với chi tiết hộc máu tươi ra đằng miệng của một số đồ tể nữa gây sốc cho bao người. Con cháu ông Hát cũng ngậm ngùi mà bỏ nghề. Chuyện của làng nghề mổ trâu. Đồ tể giết trâu thì có nhiều, nhưng nói đến cả ngôi làng có truyền thống mổ trâu bò thì chỉ là thiểu số. Trong đó có một làng đồ tể trâu lâu đời nhất Việt Nam với cái tên Phúc Lâm, Hoàng Ninh, Việt Yến, Bắc Giang. Lịch sử của làng này có được 100 năm gắn với hai cái tên đầu tiên là ông Cụ Chắt và ông Cụ Đào. Từ sự phát triển của hai lò mổ, số lượng cứ thế tăng lên và lan rộng ra khắp làng. Từ thiểu số ít ỏi hộ dân làm nghề giết mổ gia súc cho tới con số 90%, cả làng cứ thi nhau mổ rẻ, cung cấp thịt trâu cho các thành phố lớn nhỏ. Vì đã được coi là nghề, nên mọi hành động từ thu mua nguyên liệu đến việc giết thịt cho tới giao thương xuất hàng, tất cả đều vô cùng chuyên nghiệp. Làng Phúc Lâm có cả một đội quân lái trâu, đi khắp đất nước, trong Nam ngoài Bắc, xa gần xuôi ngược, thậm chí sang cả Lào, Campuchia, Thái Lan để thu mua rồi dồn hết lên xe tải trở về làng. Đến công đoạn giết thịt vào mỗi sáng sớm, cảnh tượng mổ trâu kỳ dị đến rùng rợn. Cả làng cứ đến 2 giờ sáng thì đông vui như một cái chợ, người ra vào, người rào búa, còn những chú trâu đang ngái ngủ ngơ ngác thì một lúc sau đã nằm trong vũng máu. Hàng chục người vật lộn với đống bầy nhầy nội tạng, lòng mề, đầu, xương, chân, riêng các tàng thịt thì được đặt ngay ngắn một chỗ. Tới 4 giờ sáng, các thương buôn đã tới giúp thu gom sạch sẽ. Mỗi ngày có hàng trăm con trâu bị giết thịt như thế. Cho dù chúng có giống lên gào thét lớn cỡ nào đi nữa thì số phận cũng không thoát nổi lưỡi dao cái búa của các đồ tể Phúc Lâm. Quả báo sát sinh ập đến. Không ngẫu nhiên gì mà cả làng Phúc Lâm này cứ đến ngày rằm tháng 7 đều nô nức thi nhau lên chùa cúng bái, đốt vàng mã, giải hạn cho gia đình mình. Người ta cứ loay hoay với những điều bất hạnh, đau khổ, với những cái chết đầy bí ẩn. Đặc biệt với những người trực tiếp mổ trâu thì có rất nhiều câu chuyện ai oán và đáng sợ. Nhiều người bị trâu hút chết đã đành, nhưng ở đây có cả những cái chết gián tiếp. Đó là câu chuyện của gia đình ông Ca, một gia đình đồ tể có tiếng trong làng. Mấy chục năm trong nghề giết trâu, mỗi ngày giết mổ từ 15 đến 17 con. Gia đình ông cứ phất lên giàu có nhất nhì làng. Ông có 5 đứa con, có đứa gắn bó với công việc này, có đứa không. Một ngày trong chuỗi tháng năm dòng với nghề, gia đình vẫn thu nhận trâu về thịt từ chiếc xe tải, vẫn những chú trâu hiền ngơ ngác. Nhưng hôm đó thì khác, có một chú trâu trên xe bị vần mà không chịu xuống. Hai chân nó quỳ xuống như phủ phục, không giống lên, không dãy ruộng mà nước mắt chảy dài. Người làng Phúc Lâm tin rằng con trâu ấy có linh tính, có mang linh hồn và rất có thể kiếp trước của nó là con người nên khuyên không giết hại nó. Tuy nhiên, ông Ca lại không tin vào chuyện đó, không hề tin vào chuyện báo oán của việc sát sinh, nên lúc sau con trâu này cũng bị mang đi mổ. Và những điều kinh dị đã xảy đến với gia đình này. Con trâu bị hạ sát vào tháng 2, thì đến tháng 4, người con trai của ông Ca sinh năm 1968 tự dưng chết bất đắc kỳ tử. Điều lạ lùng là anh này không theo nghề mổ trâu của gia đình. Được ăn học tử tế, anh làm cán bộ khá to trên Hà Nội. Bình thường, anh này không có bệnh tật gì cả. Thế nhưng, một hôm, đang ngồi xem TV trong nhà, anh đột nhiên kêu mệt nên vào giường ngủ. Nửa đêm, anh lên co giật, gia đình đã đưa đi bệnh viện nhưng không cứu được. Thời gian ngắn sau, một người con nữa của ông Ca đột nhiên trở nên ốm yếu, mặc dù trước đó anh này rất khỏe mạnh, mổ trâu nhanh thoăn thoắt, giỏi nhất nhà. Gia đình đưa đi khắp các bệnh viện điều trị mà bó tay và anh chút hơi thở cuối cùng sau đó. Vậy là tin đồn bị oan hồn con trâu báo oán lại lan ra, khiến cả làng sợ hãi,
Đỉnh điểm của nỗi sợ hãi là cái chết của cô con gái út của ông ca khi vẫn đang học đại học năm cuối ở Hà Nội. Gia đình giàu có, cô được đi học tử tế, không dính dáng gì đến công việc giết mổ trâu bò. Thế nhưng, hồi giữa năm 2012, trên đường từ Hà Nội về thăm nhà, đang lái xe máy thì chiếc xe tải mất phanh đâm thẳng vào cô. Gia đình đến nhận xác con gái mà bàng hoàng khủng khiếp. Cô con gái út xinh đẹp, giỏi giang mà giờ chỉ còn nhận ra qua chiếc áo ngoài. Những sự việc trên xảy đến với gia đình khiến ông ca không thể không tin vào câu chuyện nhân quả báo ứng. Gia đình ông đã quyết định đoạn tuyệt với nghề sát sinh. Thay vào đó, ông bà ca thường xuyên đến chùa tụng kinh gõ mõ, cầu xin siêu thoát cho cả trâu và người. Như một sự cảnh tỉnh, hàng trăm hộ dân Phúc Lâm bỏ nghề sát sinh. Từ con số trên 500 hộ gia đình từng gắn bó với nghề giờ chỉ còn chưa đến 50 nhà. Bởi lẽ họ không chỉ nhận ra rằng chẳng thể làm giàu bằng nghề đó, mà còn thống thiết bùi ngùi tin câu đạo lý nhân sinh, hiện thế, hiện báo, ác hữu, ác báo. Bỏ nghề lái trâu vì trâu nổi điên, húc mẹ bị thương, húc chết chú. Cũng ở làng Phúc Lâm, anh Đỗ Văn Tư, sinh năm 1985, từ một lái trâu lành nghề, đùng một cái bỏ nghề, mà cả đại gia đình cậu cũng đóng cửa lò mổ trâu. Anh Tư chia sẻ rằng, con mắt nhìn cái nghề giết mổ của em không chỉ hạn hẹp quanh cái làng Phúc Lâm này đâu anh ạ. Em đi tứ xứ, lang bạt kỳ hồ, tiếp xúc với toàn giới buôn gia súc, giết mổ gia súc, và cái mà em đúc kết được là chẳng có ai làm giàu thành công từ cái nghề này anh ạ. Có thể không bị đói miếng ăn, nhưng giàu thì không thể. Anh cứ nhìn cái làng này mà xem, cả làng mổ trâu, toàn lo mổ to tướng, mua trâu, bán thịt, thu về tiền tỷ hàng tháng, nhưng rốt cục cũng có giàu được đâu. Đã không giàu được vì nghề, lại phải gánh cái nghiệp sát sinh, thì thà bỏ nghề càng sớm càng tốt để nghiệp mình đỡ nặng. Bắt đầu từ cái ngày cầm cái vồ đập cho trâu choáng, ngất, Từ đã thấy cái nghề sát sinh này đầy bất an. Tuy nhiên, chỉ đến khi một con trâu nổi điên sát hại những người trong gia đình, thì Từ mới thực sự tin loài vật này biết báo oán. Chuyện con trâu ở lò mổ nhà anh Từ nổi điên xảy ra hồi năm kia. Hôm đó, khách hàng đặt nhiều quá, nên nhà Từ phải mổ 4 con trâu to. Công việc nhiều, không có thợ, nên mẹ Từ phải gọi ông chú của Từ, tên là Dự, cũng là thợ mổ trâu có tiếng trong làng, đến phụ giúp một tay. Công việc mổ trâu diễn ra từ 1 giờ sáng, 3 con trâu mộng đã biến thành những khối thịt đỏ thẫm. Chỉ còn một con nữa là hoàn tất công việc. Ông chú của Tư luồn dây thừng vào chiếc cột để ghi đầu trâu xuống sát mặt đất để chuẩn bị dùng vồ đập đầu nó. Tuy nhiên, ông Dự vừa cột xong thì con trâu hoảng hốt giống lên. Nó giãy đạp, giật mạnh hết cỡ. Chiếc dây thừng to thế mà đứt tung. Con trâu điên cuồng nhằm ông Dự hụt thật lực. Cái sừng không nhọn lắm của nó xuyên thủng bụng khiến ruột ông Dự lòng thòng ra ngoài. Mẹ Từ chứng kiến cảnh đó chỉ biết hét lên kêu cứu chứ không thể làm gì được. Nghe tiếng hét, con trâu chuyển sang tấn công mẹ Từ. Biết nó sẽ hại mình, bà liền bỏ chạy. Con trâu đuổi theo, húc bà ngã sõng xoài xuống mặt đất. Tưởng bà chết rồi, nó phá cổng chạy ra ngoài. Khi con trâu chạy thoát ra cánh đồng thì dân làng mới đuổi theo khống chế. Gia đình lập tức đưa mẹ Từ và chú Dự đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Dự đã qua đời vì mất máu quá nhiều. Ngoài việc con trâu húc thủng bụng, thì cú húc của nó khiến nhiều cơ quan nội tạng dập nát, chảy máu. Anh em họ hàng truyền cho ông cả chục đơn vị máu, nhưng ông vẫn không sống được. Mẹ Từ tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cũng bị vỡ xương hông, phải nằm mấy tháng trời. Sau vụ con trâu nổi điên kinh hoàng, phá dây thừng, húc chết chú ruột và húc chấn thương mẹ, gia đình Từ cùng một số hộ trong họ hàng đã quyết định đóng cửa lò mổ. Từ cũng bỏ luôn nghề lái trâu. Giờ Từ đi làm thuê, làm mướn, tuy kiếm được ít tiền hơn, nhưng có tiền đều đặn. Và điều quan trọng hơn là tinh thần được thoải mái. Hầu hết các vụ trâu nổi điên tấn công người là do quá trình dắt trâu không cẩn thận, dây thừng buộc không vững. Thậm chí, nhiều gia đình khi đưa trâu về làng còn lấy bao tải trùm đầu, bịt mắt nó lại để nó không hoảng sợ. Tuy nhiên, cách làm đó cũng không khiến loài trâu bình tĩnh được. Có lẽ trâu có giác quan thính nhạy nên nó cảm nhận được sát khí toát ra từ ngôi làng này. Quý vị thân mến, trong Phật gia có giảng luân hồi, người có thể chuyển sinh thành động vật và ngược lại. Vậy nên tùy tiện sát hại sinh linh cũng tự gây thêm nghiệp lực cho chính mình. Và đến một ngày, cái nghiệp đó lại quay lại với bạn. Lúc đó, hậu quả khôn lường đáng sợ.
Những câu chuyện giết trâu, trâu báo oán trên là một ví dụ. Trên thực tế, còn nhiều câu chuyện đau lòng khác mà ta chưa biết hết. Nhưng trong lòng những người làm đồ tể bỏ nghề sẽ hiểu. Vậy các bạn có cảm nghĩ gì về những câu chuyện trên? Hãy để lại bình luận bên dưới video để Minh Đức và mọi người cùng biết. Nếu thấy video ý nghĩa, hãy ấn like và chia sẻ video cho người thân và bạn bè nhé. Còn bây giờ, Minh Đức xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.